đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Mỹ lo khủng bố bùng nổ trong nước sau các cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Giám đốc FBI cảnh báo cuộc khủng hoảng ở Israel đang làm tăng nguy cơ Mỹ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố. Theo hãng tin Reuters, trong phiên điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ hôm 31 tháng 10, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI Christopher Wray cho biết nguy cơ cao xảy ra tấn công khủng bố trên đất Mỹ do các cá nhân hoặc tổ chức lấy cảm hứng từ những cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Chúng tôi đánh giá hành động của Hamas và các đồng minh của tổ chức này sẽ trở thành nguồn cảm hứng giống như sự trỗi dậy của phiến quân IS vài năm trước. Ông Gray nói thêm, chỉ trong vài tuần qua, nhiều tổ chức khủng bố ở nước ngoài đã kêu gọi tấn công người Mỹ và phương Tây. Tại Mỹ, mối quan tâm trước mắt của chúng tôi là những phần tử cực đoan gồm cá nhân hoặc các nhóm nhỏ sẽ lấy cảm hứng từ các sự kiện ở Trung Đông để tấn công người Mỹ. Giám đốc FBI nói thêm, trên thực tế, mối đe dọa khủng bố đã tăng cao trong suốt năm 2023, nhưng cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông đã nâng mối đe dọa tấn công người Mỹ ở trong nước lên một cấp độ hoàn toàn khác, ông Gray nhấn mạnh. Cũng theo ông Gray, không có dấu hiệu nào cho thấy Hamas có ý định hoặc khả năng thực hiện các hoạt động bên trong nước Mỹ. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng Hamas hoặc một tổ chức nước ngoài khác có thể lợi dụng xung đột ở Trung Đông để tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ. Ngoài ra, FBI cũng đang tiến hành điều tra nhiều cá nhân ở Mỹ được cho có liên hệ với Hamas. Bình luận của ông Gray được đưa ra dưới lúc quân đội Israel triển khai chiến dịch tấn công trên bộ vào dải Gaza để đáp trả cuộc đột kích của Hamas vào ngày 7 tháng 10 khiến 1.400 người Israel thiệt mạng và hàng trăm người khác bị bắt làm con tin. Hơn 8.500 người ở Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Kể từ sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ, chỉ trong vòng 2 tuần đã có 27 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và rocket nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria. Lầu Năm Góc cáo buộc thủ phạm là các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn và có quan hệ với Hamas. Trong khi đó, các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa gồm Thượng nghị sĩ Roger Massor của bang Kansas cảnh báo việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden không thể đảm bảo an ninh biên giới cũng sẽ làm tăng nguy cơ người Mỹ bị tấn công khủng bố.